chương 531, nụ hoa. 7, 10, 47. 4 v đốt hoa tươi tăng thêm. An Lương ở Thiên Phủ Học viện Kinh tế học tập cuộc đời tràn đầy khô khan cùng chán nản. Từ thứ 2 đến thứ 6, mỗi một ngày đều là học tập, cùng với ở uy chắc bên trên nói chuyện phím. Bởi vì mới gia nhập hạ gia 2 tỷ muội An Lương kỹ năng quản lý lại một lần nữa đề thăng, do đó hợp lý an bài thời gian, bằng không tất nhiên thời gian nổ tung nhịp điệu. đây chạm vạn, An Lương ở vùng kiệt đi cùng đi thăm Vũ Nguyệt. Hiện nay Vũ Nguyệt Cao cấp tinh phẩm siêu thị đã vạn sự đã chuẩn bị, dựa theo kế hoạch, nó sẽ tại ngày mai 9 giờ sáng chung chính thức khai trương thử đưa vào hoạt động. Chúng ta vấn quyển điều tra đối tượng, chủ yếu là nhằm vào khả năng tiếp thu cao cấp tiêu phí đồng học, dựa theo vấn quyển điều tra tình huống, 64% bị điều đối chiếu tượng hy vọng có một cái cao cấp tinh phẩm siêu thị tồn tại. Phùng Kiệt nói tiếp. Đi qua thành công thu về vấn quyển điều tra, chúng ta tỉ mỉ chọn lựa 100 vị đồng học, trong đó nữ đồng học 79 danh, nam đồng học 21 danh chúng ta mời bọn họ thưởng thức nhẹ thực cùng Thủy A, khen ngợi xuất vượt lên trước 95%. Phùng Kiệt nói tiếp. Mời càng nhiều nữ đồng học thưởng thức nhẹ thực tuyệt đối không có vấn đề, bởi vì nữ sinh mới chỉ có chú trọng hơn giảm cân sự tình, đại đa số nam sinh cũng sẽ không tận lực giảm béo. Đúng rồi, An Tổng, căn cứ được mời bạn học tặng lại, chúng ta quyết định khai thông nhẹ thực thức ăn ngoài phương án, đi qua cấp tốc giao hàng cam đoan nhẹ thực mới mẻ, cùng với càng tiện lợi mua sắm chúng ta nhẹ thực. Phùng Kiệt đặc biệt nói rõ dưới lầu Vũ Nguyệt vậy cũng có buôn bán phục vụ chứ? An Lương hỏi. Cũng có. Phùng Kiệt nói bổ sung, chúng ta khai thông Trung Hào, trực tiếp tại công chúng Hào tiêu thụ, cự tuyệt áo dê lê vàng cùng áo dân xanh lam, bọn họ rút, thật là quá đáng rồi một điểm. Áo dê lê vàng cùng áo dân xanh lam bình đại thức ăn ngoài rút, xác thực phi thường quá phận. Trước đây trung học phổ thông thời điểm, An Lương rất yêu thích nhà hắn phụ cận một cái gà hầm sốt vàng cơm tẻ, nhưng hắn phát hiện điểm thức ăn ngoài thời điểm, gà hầm sốt vàng phân lượng sẽ kịch liệt giảm xuống. Ở trong tiệm thời điểm, hắn điểm một cái 18 đồng tiền tiểu phần, liền có thể ăn được rất no. Nhưng điểm thức ăn ngoài thời điểm, hắn điểm một cái 22 khối trung phần, dĩ nhiên cảm thấy không có tiểu phần nhiều, dù sao một cái trung phần gà hầm sốt vàng cơm tẻ ăn xong rồi, còn không có triệt để ăn no cảm giác. Sau lại An Lương tự mình đi gà hầm sốt vàng cơm tẻ tiệm hỏi cái này một cái tình huống, nhổ nước bọt thức ăn ngoài phân lượng quá ít. Gà hầm sốt vàng cơm tẻ lão bản trực tiếp đem áo dê lê vàng thức ăn ngoài bình đài số liệu cho An Lương xem, một phần 18 khối gà hầm sốt vàng cơm tẻ, áo dê lê vàng bình đài muốn rút ra 4.5 nguyên thuê mướn kim, tương đương với 25%. Đồng thời, nếu như người sử dụng có vé ưu đãi thời điểm, còn phải tiếp tục bóc lột thương gia lợi nhuận. Đồng thời đang dùng nhà khoảng cách quá xa dưới tình huống, thương gia có thể còn muốn ngoài định mức trợ cấp này ngựa một bộ phận phí chuyên chở. Căn cứ gà hầm sốt vàng cơm tẻ lão bản nhổ nước bọt, một phần giá gấp 18 đồng tiền tiểu phần gà hầm sốt vàng cơm tẻ, hắn thấp nhất chỉ lấy đã đến năm. Bốn nguyên, còn hết là lỗ vốn nhịp điệu. Nhưng đường thực dưới tình huống, 18 nguyên một phần chính là 18 nguyên một phần, toàn bộ đều là lão bản. Như vậy dưới tình huống, đường thực cùng thức ăn ngoài phân biệt đối đãi chẳng lẽ không đúng phải? Áo dê lê vàng cùng áo dân xanh lam thức ăn ngoài bình đài, hiện tại đã hoàn thành lũng đoạn, bọn họ tự nhiên muốn bắt đầu thu gặt lợi nhuận. Nhưng lông cừu mọc trên thân cừu, thương gia không có khả năng thâm hụt tiền việc buôn bán, cái kia dĩ nhiên chính là giảm bớt thức ăn ngoài phân lượng lạc phùng kiệt phi thường rõ ràng sở vũ nguyệt chính là cao cấp tinh phẩm định vị không có khả năng giảm bớt vũ nguyệt phẩm chất vô luận là đường thực vẫn là thức ăn ngoài vũ nguyệt phẩm chất phải thủy chung như một vì để tránh cho bị áo dê lê vàng cùng áo dân xanh lam thu gạch phùng kiệt chuyên môn khai thông bi chắc trung hào do đó lợi dụng bi chắc trung hào tiến hành thức ăn ngoài vận doanh nghe xong phùng kiệt quyết định an lương nhất định phải cho phùng kiệt điểm khen an lương cho phùng kiệt hứa hẹn lương cao đồng thời còn có lợi nhuận chia làm phùng kiệt bây giờ là chơi mạng công tác làm cho An Lương có thể yên tâm làm phủi trưởng quỷ. Đây chính là lương cao lực lượng. An Tổng, chúng ta đi trên lầu nếm một chút nhẹ thực, ngươi đánh giá đánh giá. Phùng Kiệt đề nghị. An Lương khẳng định gật đầu, tốt. Vũ Nguyệt lầu hai sữa sang phi thường sáng sủa, đại lượng rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, làm cho ánh sáng tự phát xuyên toa tiến đến, tạo thành sáng người hoàn cảnh. Chỉnh thể lắp đặt thiết bị phong cách cùng bố cục, đều giản lược sáng tỏ, phù hợp người tuổi trẻ thẩm mỹ hậu hoa viên còn có một cái vòng tròn hành lang cái kiểu âu châu hoa viên quan cảnh tuyệt đối là hấp dẫn tiểu tỷ tỷ chụp hình tuyệt hảo tràn cảnh lại tăng thêm vũ nguyệt cao cấp định vị nó tất nhiên sẽ trở thành chu vi tiểu tư môn yêu thích sân bãi an lương ở lầu hai gần cửa sổ trên bàn tròn nhỏ thưởng thức bò bí tết cùng thủy nấu rau dưa giảng lược chiếc ghế ngồi xuống cũng không thoải mái bởi vì nó không phù hợp nhân thể công trình học nhưng đây cũng là chi tiết nhỏ cái này một chi tiết làm cho khách hàng không có khả năng lưu lại lâu dài Nói thí dụ như điểm một ly nước trái cây, sau đó từ 1 giờ chiều ngồi vào 9 giờ tối, tình huống như vậy sẽ chiếm dùng vũ nguyệt sân bãi tài nguyên, cho nên mới tồn tại phản nhân thể công trình học cái bàn thiết kế. Dường như Starbucks cafe các loại thức ăn nhanh, toàn bộ đều là như vậy tình huống. Chương 532, vũ nguyệt nở rộ. 8. 10.47, 6V đất hoa tươi tăng thêm. Ngày hôm sau, Saturday, vũ nguyệt nở rộ thời gian. 8 giờ rưỡi sáng. An Lương đã tới vũ nguyệt hắn đang ở giám sát cửa hàng bán hoa nhân viên trưng bày lãng hoa. Cốt lại tới tiệm bán cù lao hách nhân lão bản cũng tặng một đôi lãng hoa, hắn đứng ở An Lương bên cạnh cảm thán nói, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh bạn học tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, trong nháy mắt An Đồng học đã chống lên lớn như vậy tràn diện, hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy a. An Lương cười đáp lại, về sau còn muốn hát lão bản nhiều hơn chiếu cố sinh ý. Nhất định nhất định. Hách nhân đáp lại. Vũ Nguyệt khai trương, đã không có gì các ban nghi thức, cũng không có cái gì đập la vũ sư, thậm chí không có truy cầu 9 giờ lẻ chính phân cái này dạng thật lâu thịnh vượng may mắn ngụ ý. Để ăn mừng Vũ Nguyệt chính thức khai trương thử đưa vào hoạt động, Phùng Kiệt cùng An Lương sau khi thương lượng, hắn chế định song trọng ưu đãi phương án. Đầu tiên là công việc Vũ Nguyệt hội viên, nạp tiền biếu tặng 10% số dư, thấp nhất 100 đồng bắt đầu sung mãn. Nói thí dụ như nạp tiền 100 nguyên, thì biếu tặng 10 nguyên, nạp tiền 1.000 nguyên, liền biếu tặng 100 nguyên, cứ thế mà suy ra, giới hạn khai trương lúc đầu hữu hiệu. Thứ nhì là thông qua hội viên số dư tính tiền, đem duy trì liên tục tiến hành 3 ngày 10% ưu đãi hoạt động. Vũ Nguyệt sở hữu uy e chắc tiểu trình tự, thẻ hội viên cũng có thể trực tiếp chứa đựng ở uy e chắc gói thẻ bên trong, nếu như là sử dụng quả táo điện thoại di động, còn có thể trực tiếp chứa đựng ở quả táo điện thoại di động trong ví, sử dụng vô cùng phương tiện nhịp điệu. 9 giờ cả. Vũ Nguyệt đúng giờ mở ra. Thiên phủ kinh tế học viện 20 cấp 19 tài chính tam ban đồng học nhóm phi thường nể tình, bọn họ dùng dập qua đây chống đỡ bãi, nhưng bọn hắn dường như đánh giá thấp Vũ Nguyệt lực hấp dẫn, bởi vì khá nhiều đồng học chống đỡ Vũ Nguyệt nhịp điệu. Phùng Kiệt đã tại Vũ Nguyệt trung dò xét, do đó dự phòng và xử lý đột phát tình huống. An Lương cũng đi vào Vũ Nguyệt kiểm tra nội bộ tình huống, mới vừa khai trương Vũ Nguyệt hấp dẫn rất nhiều người, vô luận là tiêu phí, còn là không tiêu phí, dùng dập tiến đến xem náo nhiệt nhịp điệu. Đặc biệt là hậu hoa viên vòng tròn hành lang cái kiểu Âu Châu hoa viên quan cảnh đã trở thành rất nhiều bạn học chụp ảnh địa điểm. May mà An Lương thiết trí trực tiếp sau khi tiến vào vườn hoa thông đạo, bằng không nhiều người như vậy từ Vũ Nguyệt đi xuyên qua hậu hoa viên, còn còn thể thống gì? Dù sao Vũ Nguyệt định vị với cao cấp tinh phẩm siêu thị. Còn như thiết trí chưa tiêu phí cấm chỉ sau khi tiến vào hoa viên. An Lương am hiểu sâu lòng người, nếu như tiến hành như vậy thiết trí, sợ rằng ngày mai tài liệu của hắn, cùng với Vũ Nguyệt tư liệu, liền sẽ leo lên chu vi sở hữu trường học vườn trường tường, sau đó bị hô hào chống lại gì gì đó. Lòng người chính là như vậy. Di đang ở vũ nguyệt nội bộ an lương đột nhiên phát hiện làm cho hắn kinh nghi bất định một màn ở tự động cây atm vị trí an lương nhìn thấy bạch nguyệt cùng với hạ gia hai tỷ muội giống như hạ gia hai tỷ muội dĩ nhiên tại bạch nguyệt bên cạnh các nàng tự hồ đang trợ giúp bạch nguyệt cùng nhau giám sát tự động thu ngân tình huống đây là cái gì quỷ tình huống hạ gia hai tỷ muội như thế nào cùng bạch nguyệt trộn lẫn với nhau chí ít từ nhìn trước mắt bạch nguyệt cùng hạ gia hai tỷ muội ở chung rất hòa hợp bởi vì an lương thấy bạch nguyệt thậm chí lộ ra nụ cười giảng đạo lý, mặc dù là An Lương, hắn lần trước thấy Bạch Nguyệt lộ ra nụ cười thời điểm, hay là đang Tây Phổ Nhi đồng viện mồ côi thời điểm, Bạch Nguyệt lộ ra giống như hài đồng một dạng hồn nhiên nụ cười. Mà bây giờ Bạch Nguyệt cùng hạ gia hai tỷ muội cư nhiên vừa nói vừa cười nhịp điệu. Lương ca biểu thị có điểm hoảng sợ. Xin hỏi Mai Cầu Vương bây giờ còn hoảng sợ sao? Nếu như vẫn còn ở hoảng sợ, Lương ca thỉnh cầu tổ đội. An Lương lặng yên không tiếng động ly khai, hắn tìm được rồi phùng kịp, dò hỏi, người tuyển mộ kim chức nhân viên hiệp trợ Bạch Nguyệt sao? À. Phùng Kiệt nghi hoặc ta mới tuyển mộ hai cái nhân viên an ninh. Nhân viên an ninh. Vậy khẳng định không phải hạ gia hai tỷ muội. An tổng, xin hỏi chuyện gì xảy ra tình huống? Phùng Kiệt hỏi. An Lương phủ định đáp lại, không có chuyện gì, ta tự mình xử lý. Nếu An Lương đều nói rồi không có chuyện gì, Phùng Kiệt tự nhiên không có khả năng lại bị từ chối mà mắc cỡ hỏi. Gần tới trưa lúc 11 giờ rưỡi, Vũ Nguyệt mua sắm dậy sóng trước cuộc tiêu tán, An Lương lần nữa đi hướng tự động thu ngân lối đi phương hướng hắn phát hiện hạ gia hai tỷ muội lại còn ở. Cái này có độc. An Lương kiên trì đi tới, hắn mặt ngoài trấn định chào hỏi, lúa tâm, như ý, các ngươi làm sao cũng cũng cái này ở. Tỷ phu, ngươi siêu thị khai trương, chúng ta tự nhiên muốn tới ủng hộ ngươi. Hạ như ý trước một bước mở miệng. Câu này tỷ phu gọi ra, An Lương phát hiện bạch nguyệt nụ cười dần dần biến mất. Hạ hòa tâm mắng, hạ như ý, ngươi nói gì sai. Ta nói lung tung. Hạ như ý đi tới An Lương bên người, nàng trực tiếp thân mật khoác lên an lương cánh tay trái an lương thậm chí cảm nhận được cấu mèo mềm mại sở dĩ tỷ tỷ ngươi là cự tuyệt hắn sao hạ như ý giả vờ khiêu khích hỏi nhưng đến cùng là đúng hay không hàm sa xà ảnh thật đúng là không nhất định bạch nguyệt nhìn thoáng qua hạ như ý ánh mắt của nàng rất bình tĩnh có lẽ là bạch nguyệt cho là mình cùng an lương không có cái gì có thế có thể do đó đem cảm tình ẩn giấu ở trong lòng hạ hòa tâm liếc mắt nhìn thoáng qua bạch nguyệt nàng phát hiện bạch nguyệt không có bất kỳ biểu thị đồng thời An Lương cũng thẳng thẳng đảng đảng thời điểm, nàng âm thầm tùng một khẩu khí, xem ra An Lương thực sự dường như tin đồn nói giống nhau, chỉ là thương hại Bạch Nguyệt. Chương 533, không phải kiếm tiền, kết giao bằng hữu. 9, 10, bốn 8 v đốt hoa tươi tăng thêm. Vũ Nguyệt cao cấp tinh phẩm siêu thị tự động thu ngân ngoài thông đạo. An Lương tùy ý hạ như ý kéo tay trái của hắn cánh tay, hắn nhìn về phía Bạch Nguyệt nói, trong công tác đã quen thuộc chưa? Bạch Nguyệt gật đầu, nàng lại biến thành tiểu câm điếc. Nhìn lấy Bạch Nguyệt nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, An Lương đi qua nhân tế quan hệ quét hình hệ thống quét hình tin tức của nàng, nàng độ thiện cảm cùng Hạ Như Ý, còn có Hạ Hòa Tâm hoàn toàn tương tự, đều là 79 điểm giới hạn giá trị. Tiến thêm một bước, chính là người yêu không. Nhìn lấy Bạch Nguyệt độ thiện cảm không có giảm xuống tình huống, An Lương khóe miệng hơi nhếch lên. Lập tức 12 giờ, đi thôi, chúng ta đi lầu 2, đến một chút Vũ Nguyệt nhẹ thực. An Lương hô. Hạ Như Ý lôi kéo An Lương liền chuẩn bị đi, Hạ Hòa Tâm theo sau nhưng An Lương nhìn về phía Bạch Nguyệt nói, Bạch Nguyệt, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Bạch Nguyệt nghi ngờ nhìn về phía An Lương. Đi A. À. An Lương hô. Bạch Nguyệt chỉ chỉ tự động cây ATM, ý là nàng có công tác. An Lương kém chút bị nàng ngu xuẩn khóc nhịp điệu, thật đúng là cho rằng Vũ Nguyệt chỉ có nàng một cái người phụ trách tự động thu ngân lối đi giám sát công tác. Nhanh lên một chút theo kịp. An Lương lần nữa bắt chuyện. Bạch Nguyệt yên lặng theo sau. Hạ Như Ý đột nhiên tiến đến An Lương bên tai, nàng nhẹ giọng nói, tỷ phu, ngươi đây là chơi dưỡng thành trò chơi đâu. An lương tai bị hạ như ý gọi ra nhiệt khí khiến cho ngứa một chút, hắn hừ nhẹ một tiếng, ngươi biết phải trả thật nhiều. Hừ hừ, ta cũng có lên internet. Hạ như ý buông ra an lương cánh tay, nàng lại tới bạch nguyệt bên người. Hạ như ý thân cao là một M7, bạch nguyệt thân cao là một M55, hai người bọn họ đều tạo thành tốt mê thân cao sai, huống hồ là cao hơn an lương. Bạch Nguyệt đồng học, ta rất ngạc nhiên ngươi bao nhiêu cân. Hạ như ý hạ giọng hỏi. Bạch Nguyệt nhỏ giọng đáp lại, kém chút nữa tám mươi. Hạ Như ý nhẹ giọng trêu nói, qua, thật tốt. Ừm. Bạch Nguyệt nghi hoặc. Hạ Như ý hơi cúi đầu, tiến đến Bạch Nguyệt bên tai nói, cái này dạng mới là tiêu chuẩn chim nhỏ nép vào người, bọn họ nam sinh rất yêu thích. An Lương nhìn thấy Hạ Như ý cùng Bạch Nguyệt lặng lẽ nói, hắn dò hỏi, hai người các ngươi đang nói cái gì lặng lẽ nói? Hạ Như ý cười đùa đáp lại, không có gì. Bạch Nguyệt. An Lương nhìn về phía Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt không biết nghĩ đến cái gì, nàng nhìn thoáng qua An Lương, sắc mặt đỏ bừng không nói gì. Chim nhỏ nép vào người sao? Bạch Nguyệt trong lòng mặt niệm, sau đó nhớ kỹ một câu nói này. Ta vốn là nói tiễn các ngươi ba cái mỗi người một tấm thẻ mua đồ, bây giờ không có. An Lương hừ hừ nói. Hạ Như ý lập tức đi tới An Lương bên người nũng nịu khoác lên An Lương cánh tay, kiều sơn nói rằng, tỷ phu, không nên như vậy nha. Khái khái. An Lương phát sinh tiếng ho khan chung quanh bọn họ nhiều cái nam sinh nhìn về phía an lương cùng hạ như ý sau đó vừa nhìn về phía hạ hòa tâm sau đó yên lặng ăn xong rồi quả chanh cái này hạ như ý luôn là gây sự tình lầu hai nhẹ đồ ăn nước uống a an lương chọn lựa một cái gần cửa sổ vị trí hắn dùng chính mình điện thoại di động quét xuống trên bàn mã qr sau đó đưa điện thoại di động đưa cho bên người hạ như ý ngươi xem một chút muốn ăn cái gì hạ như ý chọn nàng tuyển một phần không dầu bò bít tết phối hợp không dầu ráng nấm cùng ngô măng lại tăng thêm một ly tiên ép kiwi nước, sau đó đưa điện thoại di động trả lại cho An Lương, đồng thời nhổ nước bọc nói, tỷ phu, ngươi quả nhiên là gian thương, thật là đắt a. À. Không dầu bò bít tết phối hợp không dầu ráng nắm cùng ngô măng, chính là 88 nguyên một phần giá cả, một ly tiên ép kiwi nước giá tiền là 38 nguyên, một phần nhìn như vô cùng đơn giản nhẹ thực, lại đã đạt tới 126 nguyên giá cao. An Lương đưa điện thoại di động đưa cho Hạ Hòa Tâm, nhưng hắn nhìn lấy Bạch Nguyệt nói, ngươi thích ăn gì cứ gọi cái gì. Bạch Nguyệt yên lặng gật đầu cái này một cái giá cả rất giàu nhân ái. An Lương đáp lại hạ như ý, bò của chúng ta sắp xếp tuyển dụng chính quy M4, M5 cấp Úc Châu cùng ngưu lên ốc bò bí tết, chỉ là thành phẩm liền muốn tiếp cận 40 đồng tiền, lại tăng thêm nấm và ngô măng, cùng với tay nghề tinh xảo nấu nướng, mặc dù bỏ quên kinh doanh thành phẩm, nó tổng giá thành cũng vượt lên trước 50 đồng tiền. Chúng ta dùng để ép nước kiwi, toàn bộ là tỉ mỉ chọn lựa mới Tây Lam vào bến kiwi, mỗi một ly chí ít bao hàm hai cái mới mẻ hoàn hảo kiwi. An Lương nói rõ tiếp. Chúng ta sẽ không sử dụng bất luận cái gì hư hoa quả ép nước. Lấy nước táo làm thí dụ, nếu như một cái quả táo hỏng rồi một một xíu, dựa theo một dạng thương gia phương pháp làm, liền đem hư bộ phận cắt đứt, nhưng chúng ta sẽ không, chúng ta trực tiếp toàn bộ đào thải. An Lương bổ sung nói rõ. Hạ Như ý kinh ngạc, vậy dạng này có thể kiếm tiền sao? Chúng ta Vũ Nguyệt lý niệm là tiên làm bạn, lo lắng nữa kiếm tiền. An Lương đáp lại nói. 88 nguyên một phần, kết giao bằng hữu hạ như ý lập tức tiếp thượng ngành ta tin ngươi cái quỷ an lương cũng cũng đứng lên bởi vì này một cái nhà tiểu lâu ta nói mua trước xuống tới đang không có tiền thuê nhà áp lực dưới tình huống kiếm tiền là khẳng định có thể kiếm tiền hạ như ý hừ hừ nói vì sao hảo hảo nói chuyện trời đất thời điểm đột nhiên khoe giàu tỷ tỷ bạch nguyệt các ngươi nghe một chút đây là tiếng người sao vì vũ nguyệt kinh doanh trực tiếp đem một tòa này tiểu lâu mua sắm ra mua hạ như ý nhổ nước bọt nói hạ hòa tâm mắt trợn trắng ngươi nói thật hay có đạo lý ta tìm không được phản bác lý do. Bạch Nguyệt an an tỉnh tỉnh nghe, nàng không biết nên nói cái gì. Bởi vì hạ gia hai tỷ muội quá chói mắt, giống như hai cái tiên nữ hạ phàm giống nhau, Bạch Nguyệt thậm chí cảm thấy được, nàng là an lương dưới tình huống, nàng cũng sẽ thích hạ gia hai tỷ muội chứ. Chương 534, tưởng thưởng đặc biệt, hoa lệ thuế biến. 10, 10, 48 V đúc hoa tươi tăng thêm. Bạch Nguyệt nội tâm rất phức tạp. Cùng lúc, Bạch Nguyệt Nhịn không được huyễn tưởng có một ngày cùng với An Lương tràn cảnh, dù cho chỉ là cùng với An Lương một ngày. Không phải. Dù cho chỉ là một giờ, thậm chí càng thời gian ngắn ngủi, Bạch Nguyệt cũng nguyện ý. Dù sao cũng là thiêu thân lao đầu vào lửa, không có có ngu hay không tự hỏi, chỉ có có nguyện ý hay không trả giá. Bạch Nguyệt nguyện ý. Nhưng về phương diện khác, Bạch Nguyệt lại vô cùng rõ ràng, nàng và An Lương bên người xuất hiện những nữ sinh khác so với, nàng thực sự rất phổ thông, rất bình thường, thậm chí là không chút nào bắt mắt, Hiện tại chính là như vậy. Hạ gia hai tỷ muội dáng dấp thật đẹp, vóc người cao gầy lại thon thả, da dẻ cũng rất trắng nõn, mấu chốt hơn là các nàng là sinh đôi tỷ muội. Bạch Nguyệt cũng lên vườn trường tường. Bạch Nguyệt tự nhiên ở sân trường tường nhìn thấy một ít cái gọi là sinh đôi tỷ muội hoa như thế nào như thế nào có ưu thế đề. Hiện tại Bạch Nguyệt nhìn lấy sinh đôi tỷ muội cùng An Lương thẳng thắn nói, một cách tự nhiên nói đùa, trong lòng nàng tràn đầy ước ao. Bởi vì Bạch Nguyệt trong nội tâm tràn đầy tự ti tâm tình bạch nguyệt đang đối mặt an lương cái này dạng lại cao vừa đẹp trai vừa có tiền nam thần lúc nàng thực sự tràn đầy tự ti tâm tình nàng không biết phải làm thế nào đối mặt an lương biện pháp tốt nhất chính là ngoan ngoãn nghe lời làm một cái sẽ không nói chuyện tiểu tâm biết dưới cái nhìn của nàng có lẽ cái này dạng tài năng mới có thể ở lại an lương bên người chứ nếu như quá làm ầm ĩ nếu như biểu hiện ra một một xíu thích an lương cảm xúc có lẽ cũng sẽ bị an lương chán ghét bạch nguyệt gần nhất thích nghe một ca khúc trong đó vài câu ca từ hát vào nàng ở sâu trong nội tâm không dám tới gần quá cạnh ngươi sợ ngươi biết ngại phiền chỉ có một cái người yên lặng cô đơn ngươi chỉ là một cái khách qua đường từ thế giới của ta đi ngang qua ta không dám nhiều lắm không bỏ sợ ngươi nhìn ra ta khổ sở không phải xa cầu ngươi thật tốt nhiều hơn nữa cho ta một điểm mỉm cười bài hát này gọi khách qua đường nó hầu như hoàng mỹ xứng đôi bạch nguyệt tâm cảnh đối với nàng mà nói an lương đại khái chính là nhân sinh đang đi đường vội vã khách qua đường chứ tuy là nhìn thoáng qua phản phất phù sinh nhất mộng nhưng cho Bạch Nguyệt để lại không cách nào không bao giờ nhạt phai. Hắn vốn không ý chọc trần ai, làm sao gió thổi trần ai tới. Bạch Nguyệt kìm nén cùng với chính mình vui mừng, nàng đã muốn tới gần An Lương, lại tự ti sợ hãi tới gần An Lương, cho nên nàng độ thiện cảm thủy chung kìm nén ở tại 79 điểm trình độ. Tiến thêm một bước. Không có tư cách. Lùi một bước. Luyến tiếc. Bạch Nguyệt đã từng thấy nhất đoạn văn, chúng ta dường như không nên cứ như vậy, lại càng không dừng cứ như vậy, nhưng là chỉ có thể cái này dạng nàng đồng dạng muốn cùng An Lương tiến hơn một bước, nhưng thực sự khả năng sao? Nhìn hiện tại quan mang bắn ra bốn phía hạ gia hai tỷ muội, nhìn một chút các nàng nhìn quanh rực rỡ dáng dấp, các nàng giống như tiên hạt giống nhau, Bạch Nguyệt cảm giác mình cực kỳ giống con việc xấu xí. An Lương phát hiện trầm mặt Bạch Nguyệt, hắn đối với Bạch Nguyệt cảm tình cũng rất phức tạp. Từ ban sơ thương cảm cùng đồng tình, chậm rãi sau khi tiếp xúc đối với Bạch Nguyệt ghi nhận tính cách nhận đồng, rồi đến hiện tại không đành lòng thương tổn, hắn chỉ nghĩ yên lặng bảo vệ nàng chí ít ở đại học trong 4 năm vì Bạch Nguyệt lưu lại một đoạn khó quên ký ức. Ken Đây là một cái bề ngoài nhu nhược, nội tâm kiên cường nữ hài, nàng lấy gầy yếu chi khu đối kháng cường đại vận mệnh, nhưng chẳng bao giờ từng hướng vận mệnh cuối đầu. Bạch Nguyệt vận mệnh đặt đặc thù series nhiệm vụ triệt để hoàn thành. Thưởng cho Bạch Nguyệt hoa lệ thuế biến. Đặc biệt gợi ý, mời ký chủ duy trì liên tục quan tâm Bạch Nguyệt, cái này một cái kiên cường nữ hài, bây giờ đã thu được vận mệnh quan tâm, gần bắt đầu hoa lệ thuế biến. Quét thưởng, Thất bại nghiêm phạt, không. Quét thưởng lại là không có sao. Còn là nói. Bạch Nguyệt Vận Mệnh, đặc thù Siri nhiệm vụ kỳ thực ở giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai đã vì An Lương mang đến Shishido bí mật thương nghiệp tin tức, do đó vì An Lương thắng được đại lượng kinh tế lợi ích. Sở dĩ cái này một cái đặc thù nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, mặc dù không có rõ ràng ý nghĩa thưởng cho, An Lương cũng hoàn toàn tiếp thu. Một số thời khắc, tiền tài lợi ích thưởng cho, cũng không thể an ủi lòng người. Người đều cũng có lòng như bây giờ kết quả đối với Bạch Nguyệt rất tốt, An Lương thực sự rất hài lòng. Nếu như đem cái này một cái kết quả nếu đổi lại là nó hắn nhớ thưởng, vô luận là thưởng cho An Lương 100 triệu, vẫn là một chi đẹp cổ tương lai ba ngày tiêu sái thế tin tức, thậm chí là trực tiếp thưởng cho An Lương 1 tỷ, thậm chí còn 100 cái ức. Nói thật, An Lương không hiểu ý di chuyển. Quân tử ái tài, lấy chi có đạo. An Lương có ranh giới cuối cùng của mình. Tiền tài loại vật này, nếu như có thể khống chế nó, vậy hắn chính là đồ tốt nhất, bởi vì nó cơ hồ là vạn năng nhưng nếu không cách nào khống chế nó thậm chí trái lại bị nó khống chế vậy hắn sẽ hóa thân ác ma khiến người ta rơi vào thâm viên địa ngục an lương tâm thái phi thường tốt hắn không phải đơn thuần thương nhân cũng không có lợi ích trên hết thành công học tư tưởng hoa lệ thuế biến sao an lương trong lòng yên lặng nghĩ lấy chẳng lẽ là thật là vũ hóa thành bướm con việc xấu xí hoa lệ biến thân thành cao quý thiên nga an lương bắt đầu mong đợi vô luận hắn cùng bạch nguyệt tương lai như thế nào hắn đều chân thành hy vọng Bạch Nguyệt biến đến tốt hơn, hắn hy vọng cái này đối kháng vận mệnh nữ hài có thể có một cái kết quả tốt. Nếu có một ngày Bạch Nguyệt cũng quan mang vạn trường, đó chính là kết cục tốt nhất nữa nha. PS, 2020 năm ngày 24 tháng 7 05, 52, 05, miêu tả Bạch Nguyệt, chóp mũi đau xót, lặng lẽ rơi lệ. Chương 535, gần đến cuối kỳ, một 10, cầu hoa tư duyệt vé tháng. 9 giờ rưỡi tối. Vũ Nguyệt đóng cửa không tiếp tục kinh doanh phùng kiệt hướng an lương hồi báo Vũ Nguyệt đưa vào hoạt động tình huống. Vũ Nguyệt ngày đầu tiên chính thức thử vận doanh tình huống không sai, tổng nạp tiền định mức đạt tới 16 vạn nguyên, tổng mức tiêu thụ độ đạt tới 4. 6 vạn nguyên, lợi nhuận gộp miễn cưỡng đạt tới 1 vạn nguyên. Thành tựu cao cấp tinh phẩm siêu thị, lại liên danh nhẹ đồ ăn nước uống a, à, cái này một cái lợi nhuận kỳ thật bình thường vậy. Chủ yếu là ngày đầu tiên nạp tiền biếu tặng 10%, lại tăng thêm 10% nguyên nhân. Bằng không lợi nhuận biết cao hơn một chút. An Lương nhìn Vũ Nguyệt đưa vào hoạt động số liệu, liền dẫn Bạch Nguyệt, còn có Hạ Gia 2 tỷ muội ly khai. Không sai. Hạ Gia 2 tỷ muội cũng toàn bộ hành trình ở Vũ Nguyệt, các nàng xem như là nghĩa vụ nhân viên ngoài biên chế. Buổi tối lân cận 10 giờ. Mặc dù là 12 tháng phân lạnh giá khí trời, trên đường như trước có rất nhiều học sinh, đại đa số đều ở đây hướng trường học đi. Nam Phong Ba đường cùng Thiên Phủ Kinh tế học viện gần hơn, An Lương trước tiên đem Bạch Nguyệt đưa về trường học, hắn mang theo Hạ Gia 2 tỷ muội đi tới bãi đậu xe lộ thiên lần trước hắn đi bộ đi qua thời điểm, đi ước chừng 20 phút. Lần này xác định vững chắc không có khả năng lại đi đường. Sở dĩ An Lương chuẩn bị lái xe tiễn các nàng trở về, An Lương đặc biệt sử dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống phán đoán hạ như ý cùng hạ hòa tâm thân phận, do đó phát hiện lần này là hạ hòa tâm ngồi ở hàng sau tọa. Kỳ quái! Chẳng lẽ là bởi vì lần trước hạ như ý ngồi hàng sau, sở dĩ lần này liền đến phiên hạ hòa tâm ngồi hàng sau. An Lương không có hỏi chi tiết trong đó, hắn suy đoán chắc là hai tỷ muội trong lúc đó có cái gì thay phiên trao đổi trình tự. Hạ Như Ý ngồi ở phó lái vị trí, nàng dò hỏi, tỷ phu, ngươi thích Bạch Nguyệt sao? An Lương Nhạo bán phản vấn, ngươi đoán. Hành. Hạ Như Ý hừ nhẹ, đàn ông các ngươi đều là đại chân heo. An Lương đột nhiên thở dài, kỳ thực Bạch Nguyệt thật đáng thương. Nếu như không có sự giúp đỡ của hắn, Bạch Nguyệt tất nhiên rất thương cảm. Cái này bề ngoài gầy yếu, nhưng nội tâm kiên cường nữ sinh, khi lấy được An Lương trợ giúp phía trước, nàng ở phòng ăn ẩm thực phi thường sai, đồng thời lại luôn nghĩ là một ít kim chức công tác. Cho dù là chuyển phát nhanh phân loại như vậy việc chân tay, nàng cũng có thể tiếp thu. Dựa theo thân thể của hắn khỏe mạnh tình huống, chuyển phát nhanh phân loại cái loại này việc chân tay, nàng có thể chịu bao lâu. Còn hết là tiêu hao sinh mệnh lực. Phía trước Bạch Nguyệt đặc thù cho điểm đã hạ xuống tới 80 điểm thấp nhất giới hạn giá trị, dựa theo Bạch Nguyệt thuần khiết trình độ, lại tăng thêm phẩm hạnh đạo đức, đặc thù phân lại có thể giảm xuống đến 80 điểm, nói rõ Bạch Nguyệt tình huống thân thể đã vô cùng tệ hại. Nếu không có An Lương trợ giúp, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Hạ Hòa tâm tán thành, Bạch Nguyệt đồng học rất kiên cường. Nếu như ta giống như nàng tình cảnh, ta sợ rằng làm không được nàng có thể làm được sự tình. Hạ Như Ý trầm mặt không nói, bởi vì nàng biết, nàng cũng cũng làm đến. Ngày hôm nay các nàng cùng với Bạch Nguyệt phụ trách giám sát tự giúp mình tính tiền lối đi thời điểm, ba người lẫn nhau trò chuyện, các nàng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút Bạch Nguyệt sự tình. Thiên phủ kinh tế học viện cùng thiên phủ học viện sư phạm liền tà cửa đối diện, đi bộ dưới tình huống thỏa thỏa 20 phút, nhưng lái xe dù cho đường vòng cũng chỉ cần 5 phút đồng hồ. An Lương đem hạ gia 2 tỷ muội đưa đến túc xá lầu dưới. Hạ như ý trước một bước hỏi, ngươi ngày mai còn đi vũ nguyệt sao? An Lương phủ định đáp lại, ta ngày mai thì không đi được, lập tức cuối kỳ, ta muốn chuyên tâm học tập, chí ít tranh thủ không treo khoa. Nguyên lai like là học cặn bã nha. Hạ như ý yêu kiều hanh. Cái này. Thiên phủ học viện sư phạm giống như cũng là tiểu nhị bản chứ. Hạ Hòa Tâm ở vừa nói, chúng ta ngày mai còn muốn đi Vũ Nguyệt. An Lương biểu thị chính mình lại có rất nhiều câu hỏi, cái này hai tỷ muội lại phải đi tìm Bạch Nguyệt đâu? Tính một chút. An Lương biểu thị chính mình không thể trêu vào, các nàng muốn đi tìm Bạch Nguyệt, vậy hãy để cho các nàng tìm Bạch Nguyệt thôi. Ngày hôm sau, sáng sớm 7 giờ, An Lương ở uy chắc bên trên gửi tin nhắn ước Bạch Nguyệt ăn điểm tâm, hắn đồng thời phân phó Phùng Kiệt ở Vũ Nguyệt vì Bạch Nguyệt chuẩn bị nhẹ thực bữa ăn công tác bao quát cơm trưa cùng bữa cơm. Nếu để cho Bạch Nguyệt chính mình đi ăn cơm. Giả như An Lương không bồi lấy nàng, nàng kia đại khái tỷ lệ chính là một phần cơm tẻ, lại thêm một phần thức ăn chay, sau đó muốn một phần miễn phí canh. Như vậy dinh dưỡng trình độ như thế nào chống đỡ nàng thuế biến? Thời gian vội vã rồi biến mất, đảo mắt lại là xa tu đây. Ba ngày sau, Thiên Phủ Kinh tế Học viện tương nên tới để nhất học kỳ thi cuối kỳ. Ở tấp tốc mạnh mẽ ký ức có lâm thời bút gia trì dưới, An Lương trên cơ bản trà một lần bản học kỳ sở hữu học tập nội dung, mặc dù là mạnh mẽ trí nhớ kết quả, làm cho hắn cầm mãn phân không quá có thể, chỉ là đi qua sát hạch, không treo khoa tình huống, thì hoàn toàn không có vấn đề. Lương ca có đầy đủ lòng tin. Hơn 5 giờ chiều, An Lương đi tới Vũ Nguyệt, hắn chuẩn bị nhìn Bạch Nguyệt tình huống. Bạch Nguyệt ở Vũ Nguyệt công tác phi thường ung dung, dường như An Lương dự đoán giống nhau, Vũ Nguyệt định vị với cao cấp tinh phẩm siêu thị, đi ngang qua ban sơ hiếu kỳ giai đoạn sau đó, bây giờ tiến vào Vũ Nguyệt mua sắm học sinh, cơ bản đều cũng có nhất định cơ sở kinh tế học sinh, đại đa số cũng có đối lập nhau khá cao tố chất. Như vậy dưới tình huống, Bạch Nguyệt công tác tự nhiên rất nhẹ nhàng. Làm an lương lúc tới, Bạch Nguyệt đang ở chỉ đạo một người nữ sinh sử dụng Vũ Nguyệt thẻ hội viên tiến hành tính tiền, từ đó thu hoạch được Vũ Nguyệt hội viên tích phân. Vũ Nguyệt hội viên tích phân, mỗi một đồng tiền thu được một phần. Vũ Nguyệt bi chắc chung hào trung, luôn luôn biết đẩy ra tích phân trao đổi tiểu hoạt động, do đó làm cho Vũ Nguyệt tích phân tương đương có thể dùng. Nói thí dụ như 200 tích phân trao đổi 1 phần 100 g tiêu đường hạt dưa, hoặc là 500 tích phân trao đổi đầy 100 giảm 10 vé ưu đãi chờ, các loại, tiểu hoạt động. Như vậy tiểu hoạt động không chỉ có làm cho Vũ Nguyệt tích phân hiện ra rất hữu dụng, đồng thời còn có thể giữ khách hàng sinh động độ. Chương 536, Thích công tác thứ 2, 10, cầu hoa tư duyệt vé tháng. Vũ Nguyệt khai trương sau đó, cấp tốc chiếm lĩnh chung quanh cao cấp tinh phẩm thị trường. Hậu hoa viên vòng tròn hành lang cái kiểu Âu Châu hoa viên quan cảnh, càng là chụp hình chọn đứng đầu, đặc biệt chịu đến các tiểu tỷ tỷ yêu thích. Cuối cùng tuyển trạch Vũ Nguyệt hội viên số dư tính tiền, liền có thể thu được ngoài định mức 20% tích phân. Bạch Nguyệt chỉ điểm một gã đang ở tính tiền nữ sinh, như thế nào thu được càng nhiều hơn Vũ Nguyệt tích phân. Tiểu tỷ tỷ, mời quan tâm chúng ta Vũ Nguyệt uy chắc trung hào, chúng ta thường thường đẩy ra các loại tích phân tiểu hoạt động, toàn bộ đều là phi thường giàu nhân ái tri kỷ hoạt động. Bạch Nguyệt biết ăn nói giới thiệu. An Lương ánh mắt phức tạp nhìn lấy Bạch Nguyệt, miên lai like Bạch Nguyệt đối mặt hắn thời điểm, mới là tiểu câm biết sao. Không dám nhiều lời nhiều. Tốt, ta sẽ chú ý, đang ở tính tiền nữ sinh đáp lại. An lương liếc một cái đối phương, mù đoán 70 phân tả hữu A. Đối phương người mặc nhẹ xa trang phục, xem ra chính là Vũ Nguyệt hộ khách. Làm tính tiền nữ sinh sau khi rời khỏi, An Lương đi về phía Bạch Nguyệt, đã quen thuộc chưa? Nguyên bản biết ăn nói, các loại chỉ điểm khách hàng như hà kết sổ sách, như thế nào thu được càng nhiều hội viên tích phân Bạch Nguyệt, đột nhiên lại biến thành tiểu câm biết, nàng gật đầu yên lặng, biểu thị thói quen ở Vũ Nguyệt công tác. Bạch Nguyệt thực sự rất yêu thích ở Vũ Nguyệt công tác. Ở Vũ Nguyệt có sạch sẽ thư thích hoàn cảnh làm việc, Vũ Nguyệt nội bộ điều hòa thật ấm áp, đồng thời sở hữu làn gió mới hệ thống cùng không khí độ ẩm máy điều tiết, do đó cam đoan thoải mái nhất nhiệt độ cùng độ ẩm. Ở Vũ Nguyệt không cần làm nặng nhọc việc chân tay, nàng chỉ cần vì khách hàng giảng giải như thế nào sử dụng tự động cây ATM, như thế nào sử dụng Vũ Nguyệt hội viên, như thế nào thu được càng nhiều hơn Vũ Nguyệt tích phân, cùng với đề cử Vũ Nguyệt trung hào. Công việc như vậy, làm cho Bạch Nguyệt rất yêu thích, bởi vì này công việc rất thể diện, nàng không cần mồ hôi đổ như mưa vận chuyển bẩn thiểu chuyển phát nhanh hộp, cũng không cần thừa nhận còn lại chuyển phát nhanh phân loại viên dị dạng nhãn quan, càng không cần lo lắng có thể hay không bị lão bản cắt xén tiền lương. Bạch Nguyệt thực sự rất yêu thích ở Vũ Nguyệt công tác, dù cho nàng ở Vũ Nguyệt công tác, chỉ là một ít bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, như trước để cho nàng phi thường vui vẻ. Tối hôm nay ngươi muốn ăn cái gì? An Lương hỏi. Bạch Nguyệt nhỏ giọng nói, có bữa ăn công tác. Được chưa, ta đây cùng ngươi ăn chung bữa ăn công tác. An Lương đáp lại. chạn vạn 6 điểm cả. Bạch Nguyệt lúc tan việc. Ngày nghỉ lễ thời điểm, công tác của nàng thời gian là sáng sớm 8 giờ đến 6 giờ chiều, buổi trưa có 1 giờ ăn cơm và thời gian nghỉ ngơi. An Lương cùng Bạch Nguyệt hai người tới lầu hai nhẹ đồ ăn nước uống A. Nhẹ đồ ăn nước uống A nhân viên công tác đã sớm chuẩn bị xong Bạch Nguyệt bữa ăn công tác, vẫn là nhẹ thực phần món ăn, nhưng trang bị bánh mì, cùng với ý mặt. Dựa theo phùng kiệt thuyết pháp, vũ nguyệt nhẹ thực nguyên liệu nấu ăn phải bảo đảm tươi mới nhất trạng thái một ít hơi chút không phù hợp tiêu chuẩn liền chế tác thành bữa ăn công tác bạch nguyệt liền là có bữa ăn công tác đãi ngộ nhân viên còn như những người khác ngẫu nhiên mới có nói thí dụ như thực sự xuất hiện phùng kiệt nói tình huống nhẹ thực nguyên liệu nấu ăn gần đại quy mô không phù hợp yêu cầu thời điểm mới có thể chế tác thành bữa ăn công tác nhưng mà vũ nguyệt nhẹ thực nguyên liệu nấu ăn yêu cầu cao vô cùng vũ nguyệt nhẹ thực đào thải tiêu chuẩn không phải lân cận quá thời hạn mới chỉ có đào thải phía tây cà chua làm thí dụ chỉ có tươi mới nhất cà chua mới chỉ có phù hợp vũ nguyệt yêu cầu đồng thời chỉ áp dụng ngày đó mới mẻ cà chua không sao xin lỗi cao như vậy tiêu chuẩn mặc dù là vũ nguyệt nhẹ thực đào thải nguyên liệu nấu ăn vậy cũng vượt qua rất nhiều tiệm ăn uống cửa hàng tiêu chuẩn sở dĩ dùng để chế nhân viên bữa ăn hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì an tổng ngài muốn ăn chút gì nhẹ ăn chủ nhân trù sài đức hậu tự mình hỏi an lương an lương suy nghĩ một chút mới chỉ có đáp lại nói tới một phần bò bí tết, một phần khoai tây bùng. Giảng đạo lý, nhẹ thực loại vật này, ta khẳng định không cần, nó thích hợp hơn Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt thân cao chỉ một M55, gần nhất một tuần lễ, trọng lượng của nàng đã khôi phục được 41kg trình độ, hắn hiện tại cũng không cần thể trọng ở trên đề thăng, mà là cần bổ sung dinh dưỡng. Nàng trước đây luôn là ăn trắng cơm tẻ cùng bánh bao trắng mấy thứ này, nào có cái gì dinh dưỡng. Ngày hôm nay Bạch Nguyệt bữa ăn công tác là Úc Châu cùng ngưu ngưu sắp xếp, hung khói cá ngừ vây vàng, khoai tây bùng, Hà Lam đậu, cùng với ngô măng, còn có một phần súp nấm, lại tăng thêm bốn cái toàn bộ lúa mạch mì sợi bao, một ít phần ý mặt. Như vậy phối hợp, đã bảo đảm dinh dưỡng, lại bảo đảm bạch nguyệt có thể ăn no. Đang chờ đợi bò bí tết cùng khoai tây bùng thời điểm, An Lương thuận tiện sử dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống nhìn một chút bạch nguyệt tình huống. Bạch nguyệt. Tuổi tác: 18. Thân cao: 155 cm. Thể trọng: 41 kg. Dung nhan trị: 78, 82. Góc người, 63, 66. Đặc thù, 85, 90. Hảo cảm, 79, 79. Gần nửa tháng phía trước, Bạch Nguyệt thể trọng còn không có 80 cân, hiện tại rốt cuộc đột phá 80 cân, đồng thời thân hình biến đã khá nhiều, không còn là trước kia cái loại này nhìn một cái đã cảm thấy dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Trước kia Bạch Nguyệt, luôn có một loại nhược bất kinh phong cảm giác. Đặc biệt là khô vàng tóc, khiến người ta có một loại không hiểu đau lòng. May mắn chính là Bạch Nguyệt gặp An Lương, đi qua đã qua, Bạch Nguyệt thuộc tính hầu như toàn diện đề thăng. Chương 537, Bạch Nguyệt muốn xin nghỉ. 3. 10. Cầu hoa Tư duyệt vé tháng. Đi qua nhân tế quan hệ quét hình hệ thống lấy được tin tức, Bạch Nguyệt tình huống trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp. Bạch Nguyệt dung nhan trị tăng lên vài điểm, đại khái là tình huống thân thể tốt hơn sau đó, lại tăng thêm hoàn cảnh sinh hoạt cải thiện, đặc biệt là ở Vũ Nguyệt công tác sau đó, nàng không cần phải nữa vì sinh hoạt bôn ba, dung nhan trị từ 78 điểm dâng lên đến rồi 82 điểm, An Lương đã sớm nhìn ra Bạch Nguyệt ngũ quan phi thường tốt, nếu như dùng mỹ nhan camera, liền có thể thấy được. Bạch Nguyệt vóc người cho điểm tăng lên hữu hạn, đại khái là bởi vì một M55 nguyên nhân, lại tăng thêm sinh hoạt gian tân tình huống, nàng phản phất một gã học sinh trung học một dạng vóc người. Đặc thù cho điểm có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Dĩ nhiên trực tiếp xông lên chính không phân đại quan. Xem ra phía trước Bạch Nguyệt đặc thù cho điểm ngã xuống đến 80 phân thời điểm, thân thể khỏe mạnh trình độ cực kém. Nhưng nàng độ thiện cảm không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là 79 điểm, không phải tăng không giảm. An Lương yên lặng nhìn lấy Bạch Nguyệt cúi đầu ăn cơm, hắn đột nhiên có điểm thích cái này dạng an an tỉnh tỉnh Bạch Nguyệt, có lẽ là bởi vì thương hại chứ. Không đủ 10 phút, nhà ăn chủ nhân trù xài đức hậu tự mình đem một phần bò bí tết cùng khoai tây bùng đưa ra. An Tổng, mời đánh giá. Sài đức hậu buông không dầu bò bí tết cùng không dầu khoai tây bùng. An Lương thưởng thức một cái không dầu bò bí tết, mặc dù không có dùng dầu rán, nhưng bò bí tết kèm theo dầu trơn, như trước rán được phi thường xuất sắc, vô luận là vị, vẫn là mùi vị cũng không tệ. An Lương lại thưởng thức khoai tây bùng, hắn khẽ nhíu mày, khoai tây bùng rất bình thường. Bò bí tết không sai. An Lương đáp lại nói, nhưng khoai tây bùng quá bình thường, ta muốn là khách hàng, ta khẳng định không thể nào tiếp thu được 28 nguyên một phần giá cả. Bạch Nguyệt nghe xong An Lương đánh giá, nàng yên lặng ăn một miếng khoai tây bùng, nhãn thần khẽ nhúc nhích. Cái này một phần khoai tây bùng theo Bạch Nguyệt, ngoại trừ nấu nướng tinh xảo, xác thực vô cùng một dạng. Sài Đức Hậu giải thích, xin lỗi, An Tổng, liên quan tới khoai tây bùng vị, chúng ta kỳ thực đã phát hiện vấn đề, chỉ là chúng ta tìm khắp thiên phủ từng cái chợ bán thức ăn cùng siêu thị, khảo nghiệm tất cả khoai tây đều không phát cung cấp ổn định vị. Xuống giá a. An Lương đáp lại nói, tại công chúng hào bên trên tuyên bố tin tức, biểu thị không cách nào thu được tinh phẩm khoai tây, vì vậy không cách nào cung cấp khẩu vị cao hơn khoai tây bùng, nguyên bản 28 nguyên một phần khoai tây bùng, thời hạn xuống giá đến 18 nguyên một phần, mãi cho đến chúng ta tìm được rồi tốt hơn nguyên vật liệu cung ứng. Bạch Nguyệt nghe An Lương lý do thoái thác, nàng ngẩng đầu nhìn về phía An Lương, nàng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra. Tốt. Sài Đức Hậu đáp lại. Vũ Nguyệt nhẹ thực định giá đồng dạng thiên hướng cao cấp biến hóa, An Lương đối với Vũ Nguyệt nhẹ thực yêu cầu chỉ có một chút, đáng giá. Vật siêu giá trị gì gì đó quá ma huyễn, buôn bán trong xã hội, tiền nào đồ nấy đã là lương tâm đại biểu. Đáng giá chính là lớn nhất lương tâm. Dù sao ở ăn uống hành nghiệp trung, đại đa số đều là vật không phải giá trị tình huống lấy các loại tiệc cưới tịch tôm vàng rộn làm thí dụ, nếu như nói toàn bộ đều là chết tôm, khả năng có một chút tuyệt đối, nhưng 99% đều là chết tôm, thì không chút nào an uống. Cùng loại an lương cái này dạng đáng giá lý niệm, tuyệt đối là ăn uống trong nghề lương tâm tồn tại. Sài Đức Hậu sau khi rời khỏi, Bạch Nguyệt lại yên lặng ăn khoai tây bùng, nàng nhiều lần thưởng thức khoai tây bùng mùi vị, cái này một phần giá trị 28 nguyên khoai tây, theo Bạch Nguyệt chính là vật không phải giá trị. An lương đồng học. Bạch Nguyệt đột nhiên mở miệng. Yêu a, à, cái này tiểu câm biết rốt cuộc lại cam lòng cho nói chuyện. Ừm. An Lương nghi ngờ nhìn về phía Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt do dự một chút, cuối cùng vẫn thay đổi một cái trọng tâm câu chuyện. Ta muốn xin nghỉ. Bạch Nguyệt đáp lại. Xin nghỉ. An Lương nghi hoặc, là thi cuối kỳ vấn đề sao? Ở Bạch Nguyệt trả lời phía trước, An Lương tiếp tục nói, Vũ Nguyệt có quy định, kỳ thi cuối thời điểm, ngươi có thể có lương nghỉ ngơi chuyên tâm sát hạch. Vũ Nguyệt có quy định sao? Không sao cả. An Lương bây giờ nói, vậy chính là có quy củ. Bạch Nguyệt lắc đầu, ta hy vọng ở số 28 đến số 30 xin nghỉ. Ngươi có chuyện gì? An Lương truy hỏi căn nguyên. Bạch Nguyệt suy nghĩ một chút, mới, chỉ có, nhỏ giọng lại nói tiếp, ta muốn về nhà một chuyến, ta chuẩn bị đem mẹ ta tiếp ra ăn Tết, ta đã cùng Mỹ Lệ Duyệt đồng học nói xong rồi, nghỉ đông thời điểm, ta ngủ giường của nàng, mẹ ta ngủ giường của ta. Ta muốn năm nay làm cho mụ mụ cũng nhìn thế giới bên ngoài. Bạch Nguyệt bổ sung nói rõ thiên phủ kinh tế học viện phi thường có tính người cũng không có gì nghĩ ký túc xá liền quan bế thuyết pháp chỉ cần viết một phần xin liền có thể ngày nghỉ ở lại trường dừng chân đồng thời không cần ngoài định mức chức phí điểm này nhất định phải cho thiên phủ kinh tế học viện điểm khen an lương biết bạch nguyệt là đại lượng sơn người hắn nghi ngờ nói ba ngày thời gian đầy đủ sao đầy đủ bạch nguyệt khẳng định đáp lại nếu như không phải mụ mụ thân thể không tốt kỳ thực hai ngày là đủ rồi ta chuẩn bị số 27 xuất phát số 28 là có thể chạy về nhà sau đó trực tiếp mang theo mụ mụ trở về. An lương cao mày, mụ mụ ngươi thân thể không tốt. Bạch Nguyệt trầm mặt. Đúng rồi, các ngươi bên kia thông xe rồi sao? An lương truy vấn. Bạch Nguyệt trước gật đầu, lại lắc đầu, có một cái vô cùng vô cùng hỏng bét sơn đạo, một dạng xe lên một lượt không đi, chủ yếu là máy kéo. Ân, ừ, ngươi biết máy kéo sao? An lương có rất nhiều câu hỏi, ta giống như như vậy người dốt nát sao? Bạch Nguyệt vội vã bày lắc đầu, không đúng không đúng, ta chỉ là lấy vì, các ngươi người thành phố. Các ngươi không biết máy kéo. Cái này bạch nguyệt. Nói liên tục cái người thành phố loại này có nhãn hiệu hóa xưng hô đều như vậy cẩn thận từng ly từng tí sao. Chương 538, ý tưởng cùng cuối năm thưởng 4, 10, cầu hoa tư duyệt vé tháng. An lương làm sao có thể không biết máy kéo. Có lẽ các loài khác lại tựa như an lương giống nhau tuổi vị thành niên chưa từng thấy qua máy kéo, nhưng an lương khi còn bé, an thịnh vũ là bao công đầu, hắn đi công trường chơi đùa, tự nhiên gặp rồi máy kéo. Giảng đạo lý, An Lương còn ngồi qua máy kéo đâu? Ta biết cái gì là máy kéo. An Lương đáp lại. Đã có máy kéo có thể đi cày máy nói, An Lương trong lòng có một cái ý nghĩ. Bạch Nguyệt trầm mặt nhìn lấy An Lương, nàng xác thực muốn đem mẹ của nàng tiếp ra ăn Tết. An Lương bằng lòng, không thành vấn đề, phê chuẩn xin nghỉ, nhưng ngươi trước lúc ly khai trước liên hệ ta, hiểu chưa? Bạch Nguyệt yên lặng gật đầu. Nếu như không tất yếu, nàng càng muốn làm một cái tiểu tâm biết. Hai người ăn xong rồi bữa cơm, An Lương hô, ngươi bây giờ đã hạ ban, chính mình về trước đi, ta và phùng quản lý còn có chuyện cần thảo luận. Bạch Nguyệt lần nữa gật đầu yên lặng, nhưng nàng không có trở về ý tứ, nàng đi tới lầu một tự động thu ngân thông đạo tiếp tục chính mình công tác. Lầu hai xếp phía sau viện nơi hẻo lánh vị trí, nhẹ thực quầy ba bên cạnh, cách ly đi ra một cái tiểu xảo phòng làm việc. Trong phòng làm việc, Phùng Kiệt đang ở hướng An Lương hội báo Vũ Nguyệt tình trạng tài chánh. Thử đưa vào hoạt động một tuần lễ, Vũ Nguyệt phát triển hội viên đã đạt đến 1,200 người, 7 ngày buôn bán ngạch đạt tới 42 vạn cao độ, bình quân ngày mức tiêu thụ vượt qua khai trương trình độ. Hiển nhiên là Vũ Nguyệt tiếng tâm bảo phát, do đó hấp dẫn chu vi học viện cao cấp tiêu phí khách hàng. Đặc biệt là nhẹ đồ ăn nước uống A mức tiêu thụ độ là lần lượt tăng lên nhịp điệu, tuy là nhẹ đồ ăn nước uống A giá cả nhộn nhịp nhịp điệu, nhưng nguyên vật liệu hàng thật giá thật, đồng thời đầu bếp trưởng tay nghề phi thường tốt. 42 vạn buôn bán ngạch, lợi nhuận gộp đạt tới 1 2. 6 vạn cao độ. Khai trương ngày thứ nhất thời điểm, ít lãi suất chỉ có 21.74%. Bây giờ ít lãi suất đã xông lên 30% trình độ. Nếu như chỉ là Vũ Nguyệt cao cấp tinh phẩm siêu thị buôn bán sản phẩm, khẳng định không có khả năng đạt được cao như vậy lợi nhuận, nhưng nhẹ đồ ăn nước uống a lợi nhuận thật là khá. An tổng, phòng ốc tiền thuê thành phẩm hạch toán, chúng ta thiết định vì một tháng năm chục ngàn khối, ngươi xem thích hợp sao? Phùng Kiệt hỏi. Tuy là Vũ Nguyệt sử dụng bất động sản đã bị An Lương mua sắm ra mua, nhưng một tòa này hai tầng tiểu lâu từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, nó thuộc về an tâm đầu tư công ty tài sản. Ở buôn bán trong lĩnh vực, Vũ Nguyệt Hạch Toán chỉ tính lợi nhuận thời điểm, tất nhiên cần đem sân bãi thành phẩm đơn độc bày ra. Nếu như dựa theo một tháng 50 000 đồng tiền tính toán, tương đương với bộ bên trong diện tích cho mỗi một mét vuông mỗi 1 tháng 104 nguyên tiền thuê, hậu hoa viên tính làm tặng kèm tình huống. Nhưng Nam Phong 3 đường cửa hàng tiền thuê không có cao như vậy. An Lương phía trước liền hỏi qua tốt lại tới tiệm bán cù lao lão bản hát nhân, bên này tiền thuê, lầu một ước chừng là 80 nguyên, lầu 2 ước chừng là 60 nguyên, toàn bộ là một tháng một thước vuông giá cả. Nếu như dựa theo như vậy giá thị trường, Vũ Nguyệt Sơn bãi thuê kim thành vốn là 3. 36 vạn nguyên, thấp hơn Phùng Kiệt báo ra tới số liệu. Cái này Phùng Kiệt có điểm biết làm người. An Lương cho hắn hứa hẹn chỉ tính lợi nhuận cuối năm chia hoa hồng, nhưng hắn không có trăm phương ngàn kế đề cao chỉ tính lợi nhuận suất, ngược lại càng nhiều hơn vì An Lương suy nghĩ. Nếu như dựa theo Phùng Kiệt Sơn bãi thành phẩm hạch toán, một năm chính là 60 vạn, nếu như dựa theo thị trường thành phẩm hạch toán, một năm đại khái chỉ có 40 vạn. Hai người trên lệch 200 000 thuần lợi nhuận. An Lương cho lúc trước Phùng Kiệt hứa hẹn 10% lợi nhuận chia hoa hồng cuối năm thưởng, nếu như dựa theo Phùng Kiệt sân bãi thành phẩm hạch toán, hắn một năm tiền thưởng sẽ giảm bớt hai vạn nguyên. An Lương phủ định đáp lại, dựa theo tháng 1 năm 40 vạn tính toán. Chúng ta thử kinh doanh duy trì liên tục đến ngày 31 tháng 12, sang năm ngày 1 tháng 1 thiết định vì Vũ Nguyệt tài vụ hàng năm bắt đầu, Vũ Nguyệt tài vụ hàng năm cùng tự nhiên lịch ngày hàng năm đồng bộ. Phùng Kiệt gật đầu nói, tạ à, tạ an tổng. Đúng rồi. An Lương bổ sung nói rõ, lập tức phải thả nghỉ đông, xung quanh học viện bọn học sinh liền muốn đại quy mô tập thể về nhà, cho nên chúng ta Vũ Nguyệt cũng muốn điều chỉnh phương thức kinh doanh, mặc dù là duy trì liên tục lỗ lã, chúng ta cũng muốn cam đoan phẩm chất, hiểu chưa? Minh Bạch. Phùng Kiệt đáp lại, An Tổng, liên quan tới Tết âm lịch nghỉ, ngươi xem phải làm thế nào an bài. Dựa theo quốc gia quy định an bài, ngược lại phụ cận trường học cũng không có ai, Tết âm lịch thời điểm, chúng ta trực tiếp đóng cửa không tiếp tục kinh doanh nghỉ ngơi. An Lương nói rõ nói. Tết âm lịch nghỉ phía trước, ngươi thông báo tài vụ chuẩn bị mọi người một tháng tiền lương tiền mặt. Tuy là chúng ta Vũ Nguyệt mới vừa khai trương, nhưng cuối năm thưởng vẫn là mọi người một tháng tiền lương. An Lương phân phó. An Lương bổ sung, năm nay tuổi của ngươi cuối cùng thưởng, giống như vậy, không thành vấn đề chứ. Phùng Kiệt vội vàng nói cảm ơn, tạ tạ An Tổng. Chuyện này trước bảo mật. An Lương bổ sung, đúng rồi, Người phân phó tài vụ công tác thống kê một cái ở chúng ta bên này kim chức đồng học, đem kim chức qua đồng học chia làm ba cái bộ phận. Kim chức quá một ngày đến ba ngày, kim chức quá bốn ngày đến bảy ngày, kim chức quá tám ngày lấy trở lên. Tết âm lịch thời điểm, chúng ta tại công chúng hào tuyên bố kim chức nhân viên cuối năm thưởng, theo thứ tự là một trăm nguyên, hai trăm nguyên, cùng với ba trăm nguyên, vì tất cả kim chức qua đồng học đưa lên một phần ấm lòng lễ. An Lương nói rõ nói. Dựa theo suy đoán của hắn, tối đa hai vạn khối trong vòng sự tình, Vũ Nguyệt đem soát một lớp tốt danh tiếng. Dù sao nào có cho kim chức nhân viên phát thưởng lệ. Chương 539, Thủ hộ. 5, 10, cầu hoa tư duyệt vé tháng. An Lương đem Vũ Nguyệt nhân viên, cùng với kim chức nhân viên cuối năm thưởng an bài thỏa đáng, hắn chuẩn bị an bài một chút bạch nguyệt. Cái này thằng nhóc ngốc. Nàng cho rằng đưa nàng mụ mụ nhận được ký túc xá phòng ngủ sinh hoạt liền không có vấn đề sao. An Lương chuẩn bị phía sau màn an bài một chút. Liên quan tới Bạch Nguyệt Niên kỷ cuối cùng thưởng, đồng dạng là một tháng tiền lương, không cần đặc biệt ưu đãi. Nhưng ngày mai thời điểm, ngươi tìm nàng đàm luận một cái, an bài nàng ở Tết âm lịch ngày nghỉ thời điểm, mỗi một ngày tới Vũ Nguyệt xem một chút tình huống, kiểm tra một chút Vũ Nguyệt có tồn tại hay không an toàn ẩn huệ, sau đó phát một phần đặc biệt tưởng thưởng cho nàng, sơ bộ định ở 5.000 nguyên A, An Lương nói rõ. Phía trước Bạch Nguyệt nói nói phân nữa, mẹ của nàng thân thể không tốt, sở dĩ một khoản tiền này cũng có thể kiểm tra thân thể một chút tình huống chứ. Cũng không phải An Lương luyến tiếc cho nhiều hơn tiền, mà là cho nhiều hơn tiền, Bạch Nguyệt sẽ muốn sao? đúng rồi, ngươi an bài tài vụ ở phụ cận cho nàng thuê một bộ một phòng ngủ một phòng khách phòng ở, không cần quá tốt, trung đẳng có thể, nếu như là thang lầu phòng, nhất định là lầu một, thang máy phòng không sao cả. An lương cặn kẻ an bài Bạch Nguyệt. Tuy là Bạch Nguyệt nói nàng chuẩn bị mang theo mẹ của nàng ở trường học ký túc xá, thiên phủ học viện kinh tế học sinh ký túc xá ở nghỉ đông trong lúc cũng sẽ không phong bế, nhưng chung quy có chỗ không thích hợp. Nói thí dụ như như thế nào ăn cơm đây? Nghỉ đông trong lúc, trường học đại nhà ăn sẽ không mở thả dựa theo bạch nguyệt tiết kiệm tính cách sợ rằng nàng biết len lén ở trong phòng ngủ sử dụng nồi cơm điện làm cơm chứ vì để tránh cho những thứ này bất tiện an lương chuẩn bị cho bạch nguyệt thuê một bộ một phòng ngủ một phòng khách lý do đã nghĩ xong ở nghỉ đông trong lúc người an bài một chút bạch nguyệt dò hỏi chúng ta chung quanh chợ bán thức ăn siêu thị để cho nàng làm một cái nguyên vật liệu bình trắc nói thí dụ như nhẹ đồ ăn nước uống a bộ môn nói lên khoai tây nguyên vật liệu quá kém vấn đề những thứ khác bao quát cà chua rau xà lách dưa chuột nấm gì gì đó làm cho bạch nguyệt ở chung quanh chợ bán thức ăn cùng siêu thị đều mua một ít tiến hành bình trắc an lương phân phó nói nếu cần bình trắc nguyên liệu nấu ăn nguyên vật liệu vậy cần nấu cơm địa điểm lại an bài một bộ một phòng ngủ một phòng khách thuê phòng vậy không thành vấn đề chứ dù cho bạch nguyệt đón được đáp án nhưng như vậy mượn cớ hợp tình hợp lý bạch nguyệt cũng biết là an lương ở phía sau màn an bài nàng sẽ phải tiếp thu tốt phùng kiệt đáp lại đúng rồi lão bản tương quan bình trắc dự toán đâu không hạn chế dự toán Trước cho nàng một vạn khối, không để cho nàng dừng bình trắc thức ăn chay, liền trứng gà, thịt gà, thịt cá, thịt bò chờ, các loại, toàn bộ tới một cái bình trắc, hiểu chưa? An Lương Phân Phó nói. Kỳ thực những thứ này cần Bạch Nguyệt làm bình trắc sao? Hoàn toàn không cần. Chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Lấy thịt bò làm thí dụ, Vũ Nguyệt nhẹ thực thịt bò toàn bộ là Úc Châu vào bến M4, M5 trên cấp bậc não bò bí tết, cùng với giá càng đắt, cao cấp hơn Tây Lãnh bò bí tết làm sao có khả năng sử dụng phổ thông trên thị trường thịt bò. Lão Phùng, ngươi bổ sung một cái bình trắc tỉ mỉ, lý do là thăm dò Vũ Nguyệt nhẹ ăn bên ngoài thường quy ăn uống khả năng tính, hiểu chưa? An Lương phân phó. Phùng Kiệt Há có thể không minh bạch. Xin yên tâm, An Tổng, chuyện này giao cho ta xử lý. Phùng Kiệt đáp lại. Phùng Kiệt đã sớm biết An Lương đối với Bạch Nguyệt rất tốt, Bạch Nguyệt ở Vũ Nguyệt công tác phi thường ung dung, mặc dù là tự động thu ngân lối đi giám sát công tác, kỳ thực cũng có hai gã nhân viên an ninh, cùng với một gã toàn chức nhân viên phục vụ ở bổ sung hiệp trợ. Nếu như không có phát sinh ngoài ý muốn tình huống, thì từ Bạch Nguyệt xử lý. Giả như xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, nhân viên an ninh cùng toàn chức nhân viên phục vụ sắp xuất hiện mặt giải quyết vấn đề. Buổi tối tiếp cận 8 giờ, An Lương từ phòng làm việc đi tới, hắn sau khi xuống lầu, liền nhìn thấy Bạch Nguyệt. Hắn câu mày nói, ngươi tại sao còn? Bạch Nguyệt cúi đầu không nói gì. Dựa theo Bạch Nguyệt thời gian làm việc an bài, ngày nghỉ lễ thời điểm, nàng lúc tan việc là chạng vạn 6 điểm, hiện tại đã là tiếp cận 8 giờ thời gian, nàng vì sao còn không có trở về. Phùng Kiệt hạ giọng, An Tổng, chúng ta thiết trí tiền lương tăng ca. Bình thời là 12 nguyên một giờ, thứ bảy cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ là 18 nguyên một giờ. Vũ Nguyệt Kim chức giờ lương vượt qua xa thức ăn nhanh hành nghiệp. Chính năm 102 thời đại, một ít lòng dạ hiểm độc KFC, vàng cổng vòng, cùng với tất thừa lại khách, bọn họ Kim chức giờ lương có thể thấp đến chính. Chính nguyên một giờ trình độ. Không hổ là nghiền ép sức lao động xí nghiệp nhưng vũ nguyệt kim chức có cánh cửa hạn chế cứng nhắc điều kiện là nghèo khó sinh chứng minh chu vi tám cái trường học học sinh nếu như muốn ở vũ nguyệt kim chức phải chuẩn bị nghèo khó sinh chứng minh đây cũng là an lương mở vũ nguyệt ước nguyện ban đầu một trong vì nghèo khó sinh cung cấp một lựa chọn nếu như thỏa mãn nghèo khó sinh cứng nhắc điều kiện dưới tình huống bình thường vũ nguyệt sẽ chọn yếu hơn thế quần thể nói thí dụ như thân thể suy nhược nữ sinh cùng với có thể cung cấp chứng minh đặc biệt khốn gia đình học sinh an lương cũng biết vũ nguyệt có một cái kim chức công nhân bốc phát nam sinh hay là bọn hắn thiên phủ học viện kinh tế học sinh, trong nhà hắn phụ thân chết sớm, mẫu thân thể nhược nhiều bệnh, còn có hai cái bên trên sơ trung muội muội. Những thứ này đều là địa phương cư ủy hội cung cấp chứng minh, do đó làm cho hắn thu được Vũ Nguyệt Kim chức công tác. An Lương cũng không phải muốn làm cái gì chúa cứu thế, hắn cũng cũng muốn làm cái gì chúa cứu thế, chỉ là có năng lực thời điểm, vì sao không giúp một bả người bên cạnh đâu. Làm người, thiện lương một điểm không tốt sao. Cổ nhân từng nói, nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt đến thì kim tể thiên hạ. An Lương cũng không nghèo, cũng không có phát triển đến kim tể thiên hạ trình độ, sở dĩ hắn liền có thể giúp thì giúp, ở đủ khả năng trong phạm vi, làm một cái không thẹn với lương tâm đích hảo nhân. Chương 540, Nghiên cứu pháp luật Là một lan diệt 6, 10, 48 Hai vê đúc hoa tươi tăng thêm An Lương nhìn lấy cúi đầu Bạch Nguyệt, hắn hít một khẩu khí, đi thôi, chúng ta trở về. Bạch Nguyệt thành thành thật thật cùng sau lưng An Lương. An Lương thả chậm tốc độ, hắn đi tới Bạch Nguyệt bên cạnh, Lần nữa mở miệng nói, Vũ Nguyệt tăng ca mặc dù có tiền lương tăng ca, nhưng trường học học tập cũng không cần hạ xuống, biết không?" Bạch Nguyệt gật đầu. An Lương cũng không có nói nữa, Bạch Nguyệt học tập thành tích ở lớp bên trên nhưng thật ra là cầm cờ đi trước cấp bậc. Hơn 8 giờ tối chung. An Lương đem Bạch Nguyệt đưa đến túc xá lầu dưới, hắn khoát khoát tay, ý bảo Bạch Nguyệt chính mình lên lầu. Bạch Nguyệt yên lặng lên lầu, trong lòng nàng âm thầm vui vẻ. Mới vừa nàng liền yên lặng đi theo An Lương bên người, từ Vũ Nguyệt đi trở về trường học thời điểm trong lòng nàng liền hy vọng xa vời lấy con đường này mọc lại một điểm càng dài một điểm nàng có thể ở an lương bên người lâu hơn một chút dù cho nàng chỉ là an lương bên người tiểu câm điếc nàng đã vô cùng thỏa mãn an lương nhìn lấy bạch nguyệt lên lầu hắn hướng nam sinh ký túc xá phương hướng đi tới vừa đi đường thời điểm một bên cho lamborghini nhân viên tiêu thụ lý tiểu phi gửi đi uy chắc an lương ở lý tiểu phi buổi tối khỏe an tiên sinh xin hỏi có chuyện gì có thể giúp ngài lý tiểu phi lập tức trở lại tin tức An Lương trực tiếp một cái ngữ âm trò chuyện gọi tới, hắn quả thật có sự tình phân phó Lý Tiểu Phi đi xử lý. Tiếp cận sau 5 phút, An Lương nói còn chuyện của mình, Tiểu Phi, chuyện này giao cho ngươi xử lý, không thành vấn đề chứ. Lý Tiểu Phi khách khí đáp lại, hoàn toàn không có vấn đề. Tạ tạ An tiên sinh tín nhiệm, ta nhất định đem chuyện này xử lý thỏa đáng. Từng. An Lương kết thúc trò chuyện. Lý Tiểu Phi năng lực làm việc khá lắm, Lamborghini Urus thiếp ẩn hình xe y chuyện này, hắn làm được thỏa đáng, đặc biệt là tặng xe trở về lúc tới sau khi, hắn hoàn toàn tham khảo An Lương buổi chiều tan học thời gian. Như vậy chi tiết phương thức làm việc, tự nhiên thắng được An Lương hảo cảm, sở dĩ An Lương mới chỉ có phân phó Lý Tiểu Phi làm cho hắn hỗ trợ xử lý một việc. Còn như Lý Tiểu Phi có thể từ đó thu hoạch chỗ tốt gì? Vậy phải xem Lý Tiểu Phi bản lĩnh. Tiếp cận 8 giờ rưỡi, An Lương trở lại 307 phòng ngủ. Hoàn toàn mới thăng cấp vân tay giải tỏa cửa phòng tránh khỏi mang theo chìa khóa phiền phức cũng tránh khỏi làm cho những người khác mở cửa phiền não. Dù sao phòng ngủ là cao thấp giường, nếu như ở trên cửa hàng thời điểm có người gõ cửa, cái kia đúng là không muốn đi mở cửa nhịp điệu. 307 phòng ngủ ba người kia thay đổi thái độ bình thường, cư nhiên toàn bộ đều đang học. Bao quát thẩm thế trung. Hạp cốc này quái khách cư nhiên không có chút hai ba cái bồi chơi ở thung lũng du lịch, ngược lại đang đọc sách. Yêu a, à, các ngươi ba cái cậu tử như vậy thích học tập. An Lương trêu đùa. Lữ Văn Sơn phản bác, không phải, Lương ca, chúng ta vẫn rất yêu học giỏi sao? Mã Long tán thành, chúng ta phải cố gắng học tập, tranh thủ trở thành giàu một đời, sau này nhi tử giống như. Dừng dừng dừng. Ngươi cái này cậu nhi tử lại muốn ám chỉ ta. An Lương Há có thể không hiểu. Thẩm Thế Trung ở một bên nói ra chân tướng, lập tức phải cuộc thi kỳ cuối, ngày hôm nay học viện công bố chính sách mới, ở lại lớp cũng bị lưu lại thi lại, vẫn đến tháng sau số 10, tài năng, mới có thể rời trường, bọn họ đây không phải là lún cúng sao. Hòa tào. An Lương nhổ nước bọt, học viện chúng ta tàn nhẫn như vậy đó cũng không phải là thẩm thế trung hừ hừ nói năm thứ hai đại học năm thứ ba đại học đại học năm bốn môn đây bắt đầu thi chúng ta đại học năm thứ nhất sinh viên mới tu sd bắt đầu thi tu sd cùng west trực tiếp một lớp mang đi sau đó thứ năm thứ sáu chấm bài thi nghe nói thứ sáu hai giờ chiều liền ra kết quả cái này cũng cũng quá a à. an lương nhổ nước bọt lữ văn sơn tán thành ngày hôm nay chạng vạn vườn trường tường mới chỉ có công bố thông cáo đơn giản là thảm tuyệt nhân hoàng nghiệp điệu Mã Long nhổ nước bọt, ta cảm thấy là muốn làm một lớp thi lại phí. Người này đại khái là quá khó chịu, vừa nói lên gia hương phương ngôn. Nơi này có một cái người thành thật, nhanh lên một chút bắt hắn lại. An Lương nhạo bán nói. Loại chuyện như vậy trong lòng rõ ràng thì tốt rồi, còn muốn nói ra. Thật là người thành thật. Dù sao muốn qua năm, tất cả mọi người hiểu không? Thẩm thế trung nhổ nước bọt, học bù phí là chuyện nhỏ, nhưng ở lại trường đến tháng sau số 10, thật sự chính là có độc nhịp điệu ngươi không phải là không yêu về nhà sao an lương phản vấn ăn tết đâu thẩm thế trung mong đợi nói rằng ta còn có thể lĩnh tiền mừng tuổi mã lương tán thành ta cũng cũng muốn lưu lại ta muốn về nhà sớm bất tri bất giác rời nhà gần nửa năm ta muốn nhà nếu như bị lưu lại vậy quá thảm a cái này học bù a vi văn sơn a ngươi xác định mình không phải là ở phạm tội an lương nhắc nhở mau mau cút lương ca ngươi bớt dọa ta Lữ Văn Sơn hừ hừ nói. Ta đã sớm nghiên cứu pháp luật. Lữ Văn Sơn nghiêm trang nói. Hòa tàu. An Lương khiếp sợ nhìn lấy Lữ Văn Sơn. Cái này nhân loại. Quấy rầy. Cái này Lữ Văn Sơn là Lan Diệt A.